Tôi tin rằng chúng ta rất vui mừng được trở lại với phần kinh thánh của đoạn 13 trong sách Côrintô, một phần mà chúng ta đã nói là một cái tuyệt tác đụng tới nhiều khía cạnh ở trong đời sống. Hôm nay đặc biệt chúng ta chú trọng tới cái khía cạnh của sự bảo vệ của tình yêu thương trong hội thánh. Chúng ta bắt đầu với cái sự hiểu biết rằng tình yêu thương này nó nằm trong bối cảnh của hội thánh, của sự phục vụ trong hội thánh. Đó là cái chỗ mà sứ đồ Phaolô định nghĩa tình yêu thương này lúc đầu tiên. Và chúng ta cần trở lại với điều đó, kẻo chúng ta nghĩ một cách mông lung về tình yêu thương. Khi tình yêu thương được bày tỏ ra, nó bày tỏ ra trong cộng đồng, nó bày tỏ ra trong sự liên hệ, nó bày tỏ trong thực chất khi Chúa ban cho tình yêu thương trong lòng chúng ta. Chúng ta nói vì thế khi sứ đồ Phaolô đang dạy về các ân tứ thuộc linh, thì ông ngừng lại và ông nói trong các ân tứ thuộc linh này có một điểm phải có, còn không có thì không có gì mà nó giá trị, không có gì mà nó xảy ra. Cho nên phải biết rằng đây là một sự ban cho lớn hơn hết, và ông sẽ chỉ dẫn một con đường tốt lành hơn. Và con đường tốt lành hơn đó là sống trong hội thánh, phục vụ nhau trong tình yêu thương mà Chúa ban cho. Rồi ông nói về cái tầm mức quan trọng của tình yêu thương này, sự tối cần của tình yêu thương này trong mục vụ. Ông nói rằng nếu mà không có tình yêu thương này thì bất cứ những gì tôi nói, bất cứ những gì tôi làm, bất cứ những gì tôi biết đều là vô nghĩa, vô dụng và vô ích tất cả nếu mà ở ngoài tình yêu thương này. Nếu mà không có tình yêu thương, không có cái sự cần kiếp của tình yêu thương này, thì tất cả lời nói tôi là vô nghĩa, tất cả kiến thức tôi là vô dụng, tất cả những việc làm của tôi là vô ích. Nói một cách tóm tắt như vậy, nhưng mà khi sứ đồ Phaolô nói rằng dầu tôi nói các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập choạng vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri cũng biết các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi cài cái đức tin đến nỗi giờ nói được những chữ này là những chữ mạnh mẽ, nói về đời sống đức tin, nói về tất cả cái tiến trình học biết Chúa. Nhưng mà học biết Chúa thật hay không thì nó nằm ở cái chỗ tình yêu thương có sống động trong đời sống, có bày tỏ ra bông trái hay không. Còn không thì dầu tôi có phục vụ Chúa đến nỗi phân phát cho tay mình đến nỗi cái nghèo khó, để bỏ thân mình để chịu đốt, nghĩa là hy sinh tột cùng cho công việc Chúa và sự giao phó trách nhiệm cho mình, nhưng không có tình yêu thương thì đó chẳng cái chi cho tôi. Nếu tôi không có cái điều hết sức là quan trọng ở đây thì không có cái gì mà có thể thay thế được. Cho nên một điều mà chúng ta muốn học biết là đây không phải là chỉ là một cái lý thuyết, nhưng mà nó là một cái sự sống mà được thực hành trong đời sống của người tin Chúa. Đây, khi mà hiểu điều đó rồi thì sứ đồ Phaolô đi vào cái điểm mà chúng ta muốn chú ý hôm nay, đó là nói về hành động phẩm chất của tình yêu thương. Hành động phẩm chất là cái hành động bày tỏ cái phẩm chất, the manifesting acts of love. Thì đây chúng ta chia ra làm mấy phần để chúng ta có thể hiểu cái cách mà sứ đồ Phaolô trình bày về vấn đề tình yêu thương. Ông nói tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ. Thì chúng ta định nghĩa đây là hai điều chính yếu, hai cái cột trụ của tình yêu thương mà sứ đồ Phaolô ghi xuống. Nó là hành động bày tỏ của tình yêu thương hay là hành động định nghĩa của tình yêu thương, decisive act of love. Nếu chúng ta quên thì chúng ta nhắc lại là tất cả những cái điểm mà sứ đồ Phaolô nói ở đây, ông ghi lại trong cái động từ. Ông ghi trong cái thì nhấn mạnh về động từ, chứ không phải chỉ biểu tượng hay là diễn đạt về cái bản chất của tình yêu thương. Ông nói đây là tình yêu thương hành động. Tình yêu thương chỉ hành động khi, chỉ có nghĩa thật sự khi nó hành động, khi nó trở thành cái công việc mà chúng ta làm. Cho nên nó sẽ hành động trong sự nhịn nhục, tình yêu thương hành động trong sự nhân từ. Hai cái căn bản của tình yêu này thẩm định cho tất cả mọi giá trị của tình yêu thương. Chúng ta nhớ cái chữ patient hay là cái chữ nhịn nhục đó, là cái hình ảnh của một người ngồi dưới nước hay là nín thở mà không trồi lên nhanh chóng để mà thở trở lại. Nghĩa là có một cái ý là lâu dài lắm mới mới có thể làm người này chịu không nổi. Nhiều cái rất là thách thức, nhưng mà người này là người có thể chịu được lì đòn để có thể khiêng được cái gánh nặng mà mình phải khiêng.
cái chữ kindness, cái chữ tình yêu thương hay nhân từ, thì chúng ta nhớ cái chữ easy hand, một bàn tay êm nhẹ đến để giúp đỡ, nhưng mà cũng đến để xoa dịu và đến để hướng dẫn. Khi tình yêu thương được bày tỏ ra trong hội thánh thì sứ đồ Phaolô nói phải có hai điều. Đó là thứ nhất là nhịn nhục với nhau, sống chịu đựng cái nhịn nhục này. Khi chúng ta nói về nhịn nhục thì chúng ta không thể học cách đơn phương, phải thấy được cái sự nhịn nhục này như thế nào. Thì điều mà chúng ta thấy là thấy trong Chúa, chúng ta thấy Chúa chịu đựng sự chống nghịch và tội lỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời toàn thánh đã đưa ra một cái phương cách cứu rỗi, nhưng mà phương cách cứu rỗi đó đòi hỏi Chúa không đoán xử người có tội ngay lập tức, nhưng cho có một cái cơ hội để có thể nối kết với sự kêu gọi của Chúa và sự tha thứ và sự ban ơn trong sự sống trong Chúa Giêsu. Cho nên Chúa chịu đựng sự chống nghịch và chịu đựng tội lỗi. Rồi Chúa ban cho thì giờ và cơ hội để chúng ta có thể làm trở lại, thi hành trở lại. New opportunities, new chances. Chúa không chỉ giao cho chúng ta cái trách nhiệm, nhưng Chúa lại làm cho chúng ta những gì mà Chúa đòi hỏi. Cho nên chúng ta sống cái đời sống của sự yêu thương này, hôm qua là điều mà mình lên giảng trong đám cưới, thì nói hai vợ chồng ráng về yêu thương nhau. Vợ thì ráng phục tùng chồng thì ráng yêu vợ. Mà nói thì nghe hay lắm, nhưng mà đâu ai làm được đâu. Ngay cả mình làm cũng không được. Thì chúng ta phải hiểu đây là chuyện mà Đức Thánh Linh sẽ làm trong cái chỗ mà sự nối kết này, nối kết trong Chúa. Và khi mà nói về sự nhân từ của Chúa, thì Chúa nói cái sự đo lường của chúng ta không phải là cái cảm xúc mình có nhân từ hay không, mình có thông cảm người khác hay không, mình có easy với người khác hay không. So sánh về cái chuyện làm của những người không xứng đáng và những sự nặng nề mà mình phải chịu đựng cách bất công. Chú nói rằng nếu mà chúng ta yêu kẻ yêu mình thì có ích vợ lợi gì, ai cũng vậy. Nếu mà tử tế với người tử tế với mình, cho mượn khi người khác biết là người khác chắc chắn sẽ trả lại và trả lời. Nếu mà chúng ta giúp đỡ ai mà người đó sẽ biết ơn, thì chúng ta thích làm những điều đó thì có ích gì. Chú nói xong, cái người hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của người trên trời sẽ lớn, cái người sẽ làm con của Đấng rất cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi với kẻ bạc và kẻ dữ. Cái hai cái chữ mà tóm tắt ở đây là chúng ta sống nhân từ với những người bạc bẽ và những người dữ tợn gian ác. Ở trong cái tình yêu thương của chúng ta, nó phải nằm ở cái chỗ nối kết đó, thì chúng ta mới giống Chúa và chúng ta mới có thể trả lời cái tiến trình mà Chúa kêu gọi chúng ta để hành động qua sự bày tỏ của tình yêu thương trong đời sống của mình. Điều chúng ta cần nhớ đây là cái định nghĩa của tình yêu thương về Chúa và cái sự bày tỏ của Chúa trong tình yêu thương, và nó cũng là cái môi trường mà tình yêu thương bày tỏ ra trong hội thánh. Phải có sự kiên nhẫn với nhau và phải có cái sự nhân từ êm nhẹ giúp đỡ ở trong tình yêu thương đối với nhau. Nhưng cũng có một cái chỗ mà chúng ta làm con của Đấng rất cao, lý do vì chúng ta giống Chúa ở trong cái chỗ đối đãi với người bạc và người dữ trong tình yêu của Chúa. Sau khi nói những điều đó rồi thì sứ đồ Phaolô đưa ra một cái bản liệt kê của những chuyện không được làm hay chuyện không phải không làm. Thì tôi dùng cái chữ là đây là những hành động bảo vệ của tình yêu thương, the protective acts of love. Chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết ở đây thêm, nhưng mà để cho chúng ta có thể đụng tới những điều này cách thiết thực, Chúa làm công việc Chúa trong chúng ta. Xin chúng ta đến để thưa với Chúa là điều nhu cầu của mình được thay đổi. Lạy Chúa, sáng hôm nay chúng con ngồi trước lời của Chúa và hiểu biết rằng Chúa đang muốn chỉ cho chúng con những chỗ mà chúng con cần phải thay đổi để giống Chúa Giêsu, và chỗ mà tình yêu thương đang khó khăn trong đời sống, thiếu sót trong tâm lòng và lụn bại trong kinh nghiệm, thì xin Chúa làm cho chúng con được mới lại trong chỗ gặp gỡ Chúa Giêsu tại ngay điểm này.
để tình yêu thương mà Chúa muốn có trong chúng con được ban cho chúng con, và tình yêu thương mà chúng con cần phải thực hành có thể được làm qua đời sống chúng con trong quyền năng của Thánh Linh Chúa, để chúng con kinh nghiệm Chúa, để chúng con yêu thương Chúa, để chúng con sống cho người khác, đem danh vinh hiển về cho Chúa và sự cứu rỗi đến với những người có cần và sự thỏa lòng tăng trưởng của Hội Thánh Chúa. Xin Chúa phù giúp chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Thì chúng ta nhắc lại là love acts, tình yêu thương, tình yêu thương hoạt động, tình yêu thương thi hành công việc. Sư đồ Phaolô ghi xuống là đây là những hình ảnh của tình yêu thương. Nhưng mà khi ông nói về sự bảo vệ cái công việc của tình yêu thương, thì ông để một cái thời gian khá lớn để nói về những điều mà không làm. Tình yêu thương thì hành động qua sự nhịn nhục, hành động qua sự nhân từ. Nhưng mà tình yêu thương cũng bảo vệ những người mà đối tượng của tình yêu thương. Thì chúng ta hiểu ngay một cách không cần giải thích, đó là chúng ta luôn luôn muốn bảo vệ những người mình yêu thương. Cha mẹ và bảo vệ con cái, vợ chồng bảo vệ nhau, bạn bè nâng đỡ nhau, bảo vệ nhau, chuyện rất bình thường. Mà nhiều khi không có cái sự bảo vệ này thì mình không định nghĩa đây là một cái sự liên hệ tốt, một cái sự liên hệ tốt đẹp. Nhưng mà sư đồ Phaolô khi mà ông đưa ra điều này ra thì ông dùng một cái phương cách rất là đặc biệt và nó dẫn chúng ta tới một chỗ hiểu biết thâm sâu hơn nếu mà chúng ta chỉ đọc một cách bình thường. Tức là khi ông liệt kê những cái điểm này thì ông liệt kê trong cái thế là không thi hành, là negative form, có nghĩa là đây những điều không thi hành, không được thì không được làm, hay là không được định nghĩa trong cái ý nghĩa liên hệ đến mình. Love is patient, love is kind, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương hay nhịn nhục. Rồi khi mà ông nói thêm nữa thì ông nói là tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui vẻ điều không công bình. Tức là cái chữ chẳng này là những điều không, nó nói ngược lại, nó không định nghĩa trong cái nghĩa suông, nhưng mà nó định nghĩa theo cái nghĩa ngược. Tức là đây là những chuyện mà tình yêu thương sẽ không làm. Nếu chúng ta đọc kỹ thêm thì sẽ không làm vì cớ là nó sẽ làm hại cho người khác, nó làm gãy đổ cái chuyện liên hệ với người khác, cho nên cái sự bảo vệ ở đây là bảo vệ người khác đối với chính mình, bảo vệ người khác đối với chuyện mà mình thường xuyên mình làm, cái khuynh hướng mà mình làm, cho nên nó phải có một cái chỗ mà tình yêu thương được huấn luyện để thi hành cái công việc cần thiết của tình yêu thương. Tình yêu thương là tình yêu thương hành động, thì ở đây hành động và bằng cách không không ganh tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không làm điều trái phép, không kiếm tư lợi, không nóng giận, không nghi ngờ sự dữ, không vui vẻ điều không công bình. Thì chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết đó hơn. Nhưng mà điều mà chúng ta muốn thấy ở đây đó là trong những khía cạnh này thì nó đều xoáy chuyển xung quanh một cái góc, đó là cái góc của chính con người của chúng ta, chính bản thể của chúng ta, the self. Tại vì khi mình nói về sự ganh tị hay là khoe mình hay là kiêu ngạo hay là điều trái phép hay là kiếm tư lợi, nóng giận, nghi ngờ, tất cả những điều đó nó xoay quanh một cái trọng tâm, đó là con người hay là cái self. Mà nếu mà cái self này nó không có cái bản chất của tình yêu thương ở trong đó thì chúng ta có làm gì cũng mặc lòng, nó không có được sự thay đổi và nó không có làm tình yêu được đến trong đời sống chúng ta. Nhưng mà một điểm mà chúng ta cần hiểu thêm là khi mà cái self này, cái cá nhân con người được đặt để vào cái trọng tâm này thì nó là cái định nghĩa của tội lỗi. Tại vì đây là định nghĩa của tội lỗi, là khi tội lỗi thay thế Chúa ở tại trọng tâm và đặt mình cao hơn người khác. Tức là mình đã bắt đầu sống trong những cái khía cạnh của một cái định nghĩa ở chống lại Chúa, của một định nghĩa của tội lỗi.
Rồi khi nói về cái sự xung khắc thì nó cũng ra từ nơi cái chỗ sai trật này. Và khi những cái định nghĩa này mà nó không nối kết trong cái hành động thực sự thì chúng ta sẽ thấy rằng cái điều mà chúng ta nói chỉ là sự tưởng tượng mà thôi, không phải là sự thật. Cho nên chúng ta coi vào trong những điểm này để xác quyết cái sự thật và chuyện chúng ta phải làm là như thế nào. Thứ nhất là tình yêu thương không hay ghen tị. Cái chữ không hay đó là cái chữ không hay làm, hay là không có không có đứng vào cái chỗ thường xuyên để làm cái này nó thành ra thói quen, làm cái này là tập quán. Tình yêu thương không làm ghen tị trở nên tập quán, không hành động trong cái thái độ của sự ghen tị ở đây. Khi mà nói về cái điểm ở đây thì chúng ta sẽ thấy trong tờ outline thì tôi dùng cái chữ là tình yêu thương hành động bảo vệ người khác khỏi chính mình. Rồi số 2 là tình yêu thương hành động bảo vệ người khác khỏi chính họ. Tôi muốn phân biệt điều đó ra, nhưng mà cuối cùng thì nó chỉ là một điểm bảo vệ người khác khỏi chính mình. Khi sứ đồ Phaolô liệt kê thì ông liệt kê hai điều đầu tiên là hai điều định nghĩa tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ. Rồi ông định nghĩa năm điều mà không làm bởi vì nó nối kết với chính mình. Mình là cái vấn đề trực tiếp khi tình yêu thương không xảy ra hay là xảy ra sai trật, là vì cái chỗ này là cái chỗ sai trật, đây là cái chỗ cần thiết phải đối diện với chính mình. Thì trong cái chỗ sai trật đó thì mình bảo vệ người khác để khỏi bị cái ảnh hưởng của sự sai trật này xảy ra. Cái sự sai trật đó đến từ đâu? Khi mà một người ghen tị, một người khoe mình, một người kiêu ngạo, một người làm trái phép, một người kiếm tư lợi, một người nóng giận, một người nghi ngờ sự dữ. Thì nó đến từ cái người đó. Người đó là cái lý do tại sao những chuyện này xảy ra. Và khi sứ đồ Phaolô định nghĩa tình yêu ở chỗ này, nó là một cái sự thay đổi rất lớn để chúng ta cần phải hiểu về cái thái độ của chúng ta đối với tình yêu thương, là sự thiếu sót tình yêu thương. Chúng ta có thể dễ dàng để nói rằng hội thánh thiếu tình yêu thương, hay là gia đình thiếu tình yêu thương. Thì sai trật nó xảy ra, thì sai trật là chỗ nào và làm sao để sửa chữa. Thì sứ đồ Phaolô nói cái vấn đề tình yêu thương sai trật hay là thiếu sót là chỗ hành động bảo vệ người khác. Thì cái chỗ đó phải được thi hành. Và khi nó thi hành thì bảo vệ người khác khỏi ai? Khỏi chuyện gì? Thì ở đây nó là khỏi chính mình. Và khi chúng ta biết rằng khi lời Chúa dặn chúng ta là phải yêu thương càng thêm, mà chúng ta yêu thương càng thêm thì cái cách mà chúng ta yêu thương càng thêm là tránh thi hành cái chuyện của chính mình. Nghĩa là vấn đề tội lỗi của mình phải được giải quyết, vấn đề giá trị của mình phải đúng, cái đời sống của mình nó phải được nên thánh trước mặt Chúa. Đó là cái hành động của tình yêu thương để bảo vệ người khác khỏi chính mình. Vì nếu không có cái sự xác minh là đây là những điều chúng ta chú ý để không làm, hay là bảo vệ để không bao giờ xảy ra trong đời sống của mình, thì nếu chúng ta không chú ý thì nó sẽ xảy ra. Và khi nó xảy ra tức là mình sẽ không yêu thương với người khác, bởi vì mình làm hại người khác và mình làm đau thương, gãy đổ cái chỗ mà Chúa đặt để cho chính mình phải được thay đổi. Thì nhìn vào trong cái vấn đề ghen tị thì chúng ta thấy cái điểm cần thiết để mà hiểu ở đây. Không hay ghen tị. Sự ghen tị với lại tình yêu thương là hai điều không đi chung với nhau. Mutually exclusive. Chúng ta nói về sự ghen tị thì chúng ta có thể nói có những cái sự ghen tị công chính, hay là có cái sự ghen, có sự ghen tương mà nó là đúng. Chính Đức Chúa Trời nói ta là Đức Chúa Trời hay ghen tị kỵ ta. Khi mà Chúa thấy sự gian ác là Chúa ghen liền, Chúa chống nghịch liền, Chúa phản đối liền. Và Chúa đặt để cho chúng ta là có những cái điều mà xảy ra trong đời sống chúng ta, nó cũng bày tỏ cái tình yêu thương hay là cái sự ghen tị chính đáng. Chẳng như mình có vợ, có chồng, ai đó vô muốn phá hôn nhân gia đình thì mình đâu có để yên được, mình đâu có thể được. Thôi em muốn làm gì làm, mình có cái sự ghen tương đúng mức trong cái chiều hướng đó. Ai tới làm hại con cái mình đâu có để yên được. Nó có cái tình yêu thương ghen tị ở cái chỗ thi hành những điểm để bảo vệ người khác.
Nhưng mà ở đây cái ý nghĩa là cái chữ ghen tị này là cái chữ năng nổ của cái điều mình làm để thi hành cái điều mà mình mong muốn. Thành ra cái chữ gốc nó có thể dịch thành cái chữ zealous ở trong tiếng Anh, nghĩa là cái chữ năng nổ. Và cái chữ này nó cũng nằm trên cái căn bản của cái chữ cái ý nghĩa là làm cho sôi, nghĩa là sôi nước đó. Nghĩa là một người mà hay ghen tị là cái người nó sôi lên rất nhanh. Cái phản nghĩa của cái chữ hay nhịn nhục đó, nhịn nhục đó là rất lâu mới trồi lên, chịu đựng rất lâu mới phải tới cái mức mà chịu không nổi. Thì cái chữ ghen tị này thì là cái chỗ là nó đến cái mức đòi hỏi thay đổi rất là nhanh. Thì có hai cái thái độ mà chúng ta thấy rằng nó sẽ bày tỏ cái sự suy nghĩ này. Thứ nhất là tôi muốn điều mà người ta có. Tôi thấy cái điều mà ai đó có mà tôi ghen tị, tức là tôi muốn cái điều mà họ có. Và tôi muốn nhanh, tôi muốn làm liền. Tôi không có muốn là người đó để dành 30 năm mới mua được cái xe. Tôi muốn trong vòng 3 ngày là tôi phải có giống người đó. Và tôi muốn thi hành điều đó liền, nhanh chóng. Tức là cái điểm bắt đầu là tôi muốn những điều mà người khác có. Và tôi không muốn trả cái giá. Nó có thể là khuôn mặt, nó có thể là sự nổi danh, nó có thể là cái sự được người ta yêu chuộng, người ta khen ngợi. Và khi mình thấy những điều đó xảy ra cho ai đó thì mình nói là tôi muốn điều đó, tôi muốn cái mà người đó có. Khi người đó được khen, tôi cũng muốn được khen. Khi người đó có xe đẹp thì tôi cũng muốn có xe đẹp. Tôi muốn điều mà người khác có. Nhưng mà cái điểm nữa đó là tôi không muốn họ có cái điều mà họ có. Khi mà họ có cái điều mà tôi không thích họ có thì tôi không muốn họ có cái phần đó. Và đây là cái điều càng gian ác hơn. Nếu mà mình nói mình không muốn, mình muốn cái điều mà người ta có, nhưng bây giờ là mình không muốn cái điều mà họ có. Khi họ được khen thì mình không muốn họ được khen. Mình muốn hủy diệt cái cơ hội để mà họ được chú ý tới. Ở đây là cái sự ghen tương rất là bày tỏ cái tấm lòng của sự thiếu tình yêu thương của Chúa, và nó rất là nguy hại. Nếu mà chúng ta nói về một cái thí dụ của sự ghen tị xảy ra thì câu chuyện của đời sống Giô-sép nó rõ ràng trước mặt. Chúng ta nhớ là khi Gia-cốp thương Giô-sép, tại vì Giô-sép là con của Ra-chên, là người vợ mà ông yêu thương, thì ông cưng người trai nhỏ này, cho nên ông may cho nó cái áo mà áo nhiều màu, còn mấy ông anh thì cho mặc áo chân chiên, chắc chỉ có màu nâu hay màu gai đó, thì họ rất khó chịu với lại Giô-sép. Kinh Thánh nói là họ ghét người và không thể nói chuyện cách bình an với người, ghét tới nỗi mà mỗi lần nói chuyện là gây sự, dùng chữ bình an không được, nói đàng hoàng không xong, nói là phải chửi, nói phải la, nói phải chọc, phải ghẹo. Thì chúng ta hiểu cái vấn đề là những cái gì mà trong lòng mình nó bắt đầu bày tỏ ra thì lời nói của mình nó phản ánh liền. Mình bắt đầu nói những cái chuyện negative, mình nói những chuyện móc họng, mình làm cho người khác không thể sống trong sự bình an. Thì nó là khi mà cái sự ghen tị này nó có trong lòng thì nó sẽ bày tỏ ra cái hành động bên ngoài. Cho nên chúng ta phải có những hành động bên ngoài để can thiệp vào cái vấn đề ghen tị mà nó xảy ra trong lòng của chúng ta. Cho nên đó là tình yêu thương, là tình yêu thương nhận biết rằng mình có tấm lòng ghen tị, nhận biết là sự ghen tị của mình nó sẽ làm ảnh hưởng tới người đối diện trong sự liên hệ của mình với họ. Cho nên mình sẽ hành động những hành động cần thiết để không cái sự ghen tị này nó không bày tỏ ra. Mà khi những điều này bày tỏ ra đó thì mình có cái sự chịu đựng nhẫn nhục của cái lòng yêu thương để chống lại với cái sự khó khăn mà mình sẽ phải đau thương mà mình phải gặp phải.
Một thí dụ có lẽ thấy cũng rõ ràng là trong Philip đoạn số 1 câu số 15, khi sứ đồ Phaolô nói về cái hoàn cảnh của ông đang ở trong tù, thì trong hội thánh có những người lợi dụng cái sự tù đày của ông để hạ ông xuống, để nói xấu, để nói nhục và làm cái công việc của họ để chứng minh rằng họ có thể làm giỏi như ông, không cần phải là Phaolô hội thánh mới tăng trưởng, tôi có thể hầu việc Chúa và giúp tăng trưởng. Thì sứ đồ Phaolô viết như thế này: thật có một đôi người bị lòng ganh tị cãi lẫy mà rao truyền đấng Christ, nhưng cũng có cả lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập nên để vinh phục vào đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xúi dục, có lòng rao truyền đấng Christ cách không hay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Xong có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ hoặc thật thà, đấng Christ cũng được rao truyền ấy, là vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Ông đáp ứng với cái chỗ mà đáng lẽ phải so đo, phải chống lại, phải cãi tới cãi lui, binh vực chính mình, bởi vì cái điều mình dễ dàng bước vào trong cái sự ganh tị ở đây. Thì ông nói chẳng hề gì, tôi không có chuyện ganh tị trong đời sống của tôi giải quyết chuyện đó rồi. Miễn là đấng Christ được rao giảng thì thế nào đi nữa, hoặc người ta giảng làm bộ, người ta giảng thật thà, miễn người ta giảng đúng về Chúa Giêsu thì tôi mừng rỡ và tôi mừng rỡ nữa. Ông không có cái vấn đề ganh tị hay là chống nghịch hay là chịu đựng không nổi mà dễ bị nổi giận, dễ bị đi xa trạc ở đây. Ở trong sách Gia Cơ chúng ta học thì ở đây Kinh Thánh nói về một cái sự khôn ngoan. Cái sự khôn ngoan đó là cái giá trị được bày tỏ ra để có thể thi hành những điều mà Chúa dạy dỗ. Thì ở đây nó là có những sự khôn ngoan đến từ bên trên, trên trời, có những sự khôn ngoan đến từ trong thế gian. Thì hai điều này, cái sự rõ ràng bày tỏ trong thế gian thì nó sẽ bắt đầu với cái sự ghen tị xảy ra. Ở trong văn đoạn Gia Cơ đoạn 3 câu 14: nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cành trong lòng mình, thì chớ khoe mình và chớ nói dối cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải đến từ trên trời mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt, về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cành ấy, là ở đó mà sự lộn lạo đủ mọi thứ ác. Chúng ta cần đọc lại cái câu này, tại vì nó không phải là chỉ nói chuyện mông lung ở sự gian ác xảy ra trong đời sống, trong thế giới. Đang nói về cái giá trị mà chúng ta dùng để quyết định trong đời sống của mình. Mà nếu cái giá trị nó nằm ở trong thế gian thì nó sẽ bày tỏ cái lòng ganh tị của con người, và có sự ghen tương cay đắng, tranh cạnh. Thì ông nói có làm gì nữa, nó cũng chống nghịch với lẽ thật, tại vì nó thuộc về đất, nó thuộc về ma quỷ, thuộc về xác thịt. Nhưng mà những điều ghen tương tranh cạnh đó lại là cái lý do cho mọi sự ác, mọi sự lộn lạo. Nếu mà có sự gãy đổ trong hội thánh hay là trong sự liên hệ của chúng ta với nhau, khi chúng ta học việc Chúa thì cái sự lộn lạo và mọi thứ ác này nó sẽ cho chúng ta thấy rằng có sự tranh cạnh, có sự chú ý tới chính mình, có cái sự ganh tị được bày tỏ ra. Và khi mình nói về sự ganh tị, mình có thể không thấy rõ lắm, mình có thể từ chối những điều đó. Nhưng mà sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy là cái rễ đắng nó lan ra. Và ông muốn nói một cái điều thứ hai ở đây, hay là cái khía cạnh thứ hai, mà đây là chuyện mình phải bảo vệ người khác để người khác không bị cái sự sai trật ở trong mình đụng tới. Nghĩa là khi mà tôi biết tôi là con người phạm tội, tôi là con người không toàn vẹn, tôi là người đang ở trong tiến trình của sự cứu rỗi của Chúa thi hành, thì tôi không phải chỉ nói như vậy thì ai ráng chịu thì ráng chịu. Tôi phải tích cực thi hành những điều để bảo vệ người khác khỏi con người của tôi. Nhưng mà khi mình hiểu như vậy thì hóa ra là khi nói bây giờ anh phải là người yêu thương hơn, hay là anh phải yêu gia đình anh hơn, hay là anh phải yêu vợ anh hơn, anh phải làm những điều cần thiết.
thì nó không phải là điều mà mình bây giờ nghe nói phải lo cho vợ hơn, hay là bày tỏ lòng yêu thương đối với vợ, cho nên đi mua bông hồng tặng. Bông hồng tặng mà không có cái thái độ đúng trong tấm lòng thì chỉ tốn tiền thôi. Nhưng mà khi tấm lòng được đúng đắn trước mặt Chúa, được định nghĩa đúng theo lời của Chúa thì có lẽ cũng nên tặng tặng bông. Nhưng mà cái điểm khác biệt là ở nơi tấm lòng đó, và khi ông dùng chữ đó thì ông nói thêm một cái phần mà nó giúp cho chúng ta chú ý tới, đó là tình yêu thương không hay hướng về mình. Tình yêu thương không hay hướng về mình. Love does not act with self-focus. Love does not act with self-focus. Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình. Cái chữ khoe mình này thì nó không phải là không hiểu nổi hay là khó hiểu, nó rất là dễ dàng để hiểu. Nhưng mà ít người nói rằng tôi là người hay khoe mình. Cái khuynh hướng này khó để mà nhìn vào trong đời sống, tại vì khi mình làm nó ra từ cái thói quen, nó ra từ cái bản chất, mình không nhận diện được. Cái chữ trong tiếng Anh mà nói về track and field là cái chữ vault, tức là cái chữ nhảy cao, chống sào nhảy cao đó. Thì cái hình ảnh của một người mà self-focus là một người chống để nâng mình lên cho nhiều người khác thấy. Thì cái áp dụng đầu tiên đó là cái người mà có lòng yêu thương thì sẽ không nói về mình, sẽ không chú ý về mình. Chẳng hạn như bây giờ mình thành công điều đó, điều nào đó mình không có kêu gọi mọi người tới chú ý tới, mình không có viết cái card sau congratulations để gửi đến cho mình. Không phải chỉ là bày tỏ ra bên ngoài, nhưng mà ngay khi trong đầu óc của mình, mình lại hay suy nghĩ tới những cái điều này. Chẳng hạn như mình được khen thưởng, mình được sự thành công, mình được công nhận, thì mình về nhà đó mình nghĩ tới những hình ảnh đó, mình dở ra mình xem, mình lên Facebook mình viết, mình post cho mọi người biết, để tất cả đều biết về tôi, về cái điều quan trọng đã xảy ra cho tôi. Mình dùng cái hình ảnh là mình chia sẻ cho người khác biết để cầu nguyện, nhưng thực ra là chia sẻ để người khác biết và chú ý đến mình. Thì sư đồ Phaolô nói điều đó chắc chắn không ra từ tình yêu thương. Nếu mà tôi hỏi điều đó, nếu bây giờ các anh chị em lên Facebook của mình hay của ai đó thì mình thường đọc về cái gì? Khi mình nói về ai? Chứ mình kể chuyện của ai? Thì rất là đơn giản là khi mình bắt đầu bước vào những cái thói quen đó thì là mình sẽ nói về mình chú ý về mình. Tới một cái điểm mà nó trở thành cái chuyện bình thường. Hóa ra là chuyện gì của mình thì ai cũng biết. Và chuyện của mình muốn tất cả mọi người đều biết. Cái giá trị là vì sao? Vì mình muốn mình là trọng tâm. Và mình là muốn cái sự chú ý của người khác. Thành thử cái chuyện nó đơn giản, nhiều khi mình làm mình cũng không suy nghĩ gì tới, chỉ muốn tôi để hình tôi lên. Nhưng mà anh chị em có chú ý tới cái thái độ của chúng ta khi mình chụp hình chung với một cái nhóm không? Khi mình chụp hình chung một cái nhóm rồi mình đưa ra cho mọi người xem, thì khi người ta xem thì mình tìm cái hình ai, cái hình của ai trước để mình thấy trong cái hình đó. Chẳng như chụp hình đi trại của Hội Thánh. cái mặt của mình tìm đầu tiên để coi thì là mặt của ai? Mặt của mình. Mà giả sử như trong cái hình đó ai cũng đẹp trai, ai cũng dễ thương, ai cũng cười tươi hết, có mình mặt méo, mắt nắng vô mắt, sao mắt nheo nheo hay mắt đỏ, thì tự nhiên mình không thích nguyên cả cái hình. Ai đẹp thì ráng thì chuyện của người đó, nhưng mà vì tôi không đẹp cho nên nguyên cái hình đó không có giá trị gì đối với tôi. Và nói một cách đơn giản như vậy đó, nhưng mà đó là cái hình ảnh hay là cái sự bày tỏ của cái nguyên tắc đặt trong tấm lòng khi một người chú ý đến mình. C.S. Lewis thì nói đây là một vấn đề hết sức là nguy hiểm, đây là một cái tội rất nặng, rất là quan trọng. The utmost evil, ông dùng cái chữ như vậy. Tại vì sao? Vì đơn giản là mình sẽ để mình ở trọng tâm thay thế Chúa, và mình sẽ để mình trọng tâm thay thế người khác.
Mình vì mình chú ý đến mình cho nên cái chuyện mình chú ý tới là mình. Chúa mình không có phải là cái trọng tâm chú ý tới, cho nên Chúa là thứ yếu, người khác là càng thứ yếu hơn. Và trong cái chỗ rất là đơn giản đó, tình yêu thương hay là cái sự thiếu tình yêu thương ở đây, tình yêu thương thì không hay hướng về mình, mà mình hướng về mình nhiều thì mình không có tình yêu thương, mà mình hướng về mình thì không có chỗ cho Chúa, không có chỗ cho người khác. Thành thử cái hoàn cảnh nào mà mình xảy ra, mình nhìn vào đó và chú ý đến mình trước hết, thì mình biết là mình đã không nối kết với Chúa trong cái sự thay đổi, và cái trọng tâm của đời sống chúng ta vẫn là chính chúng ta. Cho nên cái người mà để ý đến mình là người không yêu thương. Nhưng một phần nữa cho chúng ta hiểu rằng Chúa nói cái người mà không yêu thương á, thì những gì họ nhận được trong đời này thì coi như là tổng cộng tất cả những gì mà họ nhận được. Tại vì nếu mà họ chú ý đến mình thì họ có cái sẽ có sự ban thưởng cho cái chuyện chú ý đến mình. Nhưng mà sự ban thưởng nó chỉ thuộc về đời này và trong cái giới hạn rất là nhỏ bé chóng qua của đời sống. Chúa nói ngay cả những người mà chú ý đến mình trong công việc của hội thánh, chú ý đến mình khi mình làm những công việc phục vụ, thì phải cẩn thận, vì khi đây là cái điểm chú ý thì Chúa nói là phần thưởng đã xong, đã được ban cho. Vậy khi ngươi bố thí, Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 2, khi ngươi dâng tiền, đừng thổi kèn trước mặt mình như bằng giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để người ta được tôn kính, để được người ta tôn kính. Và thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Câu số 5, khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đến cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Câu số 16, khi các ngươi kiêng ăn chứ làm bộ buồn rầu như giả hình, vì họ nhăn mặt làm cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Coi khi nào chúng ta làm việc gì mà cái lòng thì giàu ở ngoài thì không muốn, không bày tỏ điều đó ra, nhưng rất muốn người ta biết, rất muốn được sự chú ý. Chiều chủ nhật tới, sau khi ăn thông công rồi thì tới phiên cái nhóm của mình phải đi lau nhà nha. Mình lau nhà, mình vào trong bồn tắm mình lau nhà, thì mình rất muốn cho người khác biết rằng tôi là người lau bồn tắm bữa nay. Dù là mình không nói ra, nhưng mà mình suy nghĩ rằng mọi người thấy tôi làm cái chuyện này, đây là cái điều mà mình thấy thỏa lòng, mình thấy bình thường, suy nghĩ tới. Chúa Giêsu nói là nếu đó là cái thái độ của mình thì cái phần thưởng là được mọi người biết. Và Chúa đã thì cái phần thưởng đó đã được cho rồi. Chúa không có cho gì thêm hết, Chúa không có cộng thêm điều gì cho người đó. Mà khi chúng ta nói rồi, nếu đây là cái đời sống của một người luôn luôn chú ý tới mình, thì Chúa nói sẽ không có phần thưởng gì thêm cho người đó. Giá trị của đời sống người đó đã được cộng lại và đã được chấm điểm cho ngày cuối cùng. Nếu mà chúng ta hỏi thì có lẽ ai cũng phải nhận mình là cái chỗ thường xuyên sống động trong cái chú ý đến mình. Và khi chú ý đến mình thì không có tình yêu thương, không có tình yêu thương thì không giống Chúa. So love is not self-focused. Love is not like that. Điểm kế tiếp thì nó cũng tương tự, nó là anh em sinh đôi, nhưng mà có đứa này có đứa kia. Sư đồ Phaolô nói tiếp là tình yêu thương không hay xem mình quan trọng. Thứ nhất là không, phía bên kia thì không chú ý đến mình, không đặt mình làm trọng tâm. Nhưng bây giờ ông nói thêm đó là không hay xem mình quan trọng, chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép. Ở đây thì là vấn đề là chẳng lên mình kiêu ngạo, một bên là chẳng khoe mình, nhưng bây giờ thêm một chuyện nữa là chuyện kiêu ngạo. Cái chữ arrogant, cái chữ arrogant này là cái chữ đặt mình làm quan trọng. Không phải là không chú ý hay là nói chuyện với người khác, nhưng mà khi so sánh với người khác thì coi mình là quan trọng và coi mình là khá hơn. Một người nhiều khi có thái độ rằng tôi không làm được gì hết trơn,
tôi bị depressed tại vì tôi thấy đời sống mình không có giá trị, không làm chuyện gì ra cho Chúa, không đi đến đâu. Nhưng mà khi một người mà bị depressed vì suy nghĩ đến chính mình nhiều rồi, thì cái vấn đề là mình lại đặt để cái sự quan trọng của mình nó quá lớn, cái sự chú ý nó quá nhiều, cho nên mình càng chú ý bao nhiêu thì mình càng thấy thiếu bấy nhiêu, mình càng đòi hỏi mình bao nhiêu thì mình càng thấy sai trật bấy nhiêu. Thành thử cái người mà nói rằng tôi không có giá trị gì, không phải là họ không chú ý đến mình, họ chú ý đến mình quá nhiều, cho nên nó trở thành cái phần đó. Thành là tôi nghĩ là nhiều khi những cái depression, trầm bệnh nội tâm của mình đó, tại vì mình để mình ở cái trọng tâm mà đòi hỏi cái sự chú ý đến mình. Cái chữ ở đây là chữ pop up, nó có nghĩa là thổi hơi vào trong cái bong bóng. Khi mình thổi hơi vào trong bong bóng thì nó thấy rất lớn, big and impressive, nhưng mà giống như cái bong bóng khi mà thổi lên thì ở trong là trống rỗng và nó chỉ đầy hot air. Tiếng Anh thì nói mình hiểu liền, it's empty inside and filled with hot air. Đó là cái cộng cái điểm của người thiếu tình yêu thương trong điều này. Nhưng mà khi mình thả cái bong bóng ra mà nó xì ra thì cuối cùng khi mà nó rớt xuống nằm dưới đất đó, thì chúng ta thấy cái tình trạng thực tế của một đời sống như vậy thì rất là đáng thương. Khi sứ đồ Phaolô nói thì ông nói là khi một người đặt để mình làm trọng tâm, mình bắt đầu suy nghĩ ngộ lắm, nó mình coi thường người khác, mình coi chuyện nhỏ của mình thành chuyện lớn, mình thấy cái chuyện đau khổ hay là khổ nạn của mình nó lớn lắm. Chẳng hạn như mình nói về bệnh hoạn, mình vô mình chia sẻ với nhau, khi một người nào nói tôi bệnh này thì mình phải ráng kiếm cái chuyện là bệnh nặng hơn để kể. Cái gì xảy ra cho tôi cũng khó hơn, nó nặng hơn, mình coi thường cái chuyện của kinh nghiệm của người khác, mình coi trọng cái chuyện của mình. Tiếng Việt thì có câu nhà giàu đứt tay hơn mày đổ ruột, thì mình nhiều khi cũng như vậy, chuyện của mình đứt tay mình coi như là cái chuyện quan trọng như là người khác đổ ruột. Nhưng mà ở đây khi sứ đồ Phaolô nói về cái thái độ này thì ông nói nó coi thường cái chuyện của người khác và nó làm sai trật cái sự đo lường của chính mình. Ở trong công vụ trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 4, tôi muốn đọc cái phần này để chúng ta thấy cái điều mà sứ đồ Phaolô nói. Ông nói về cái thái độ của hội thánh ở Cô-rinh-tô, và ông nói cái thái độ của họ kỳ khôi lắm, cho nên ông phải dùng cái chữ mỉa mai, cái cách nói mỉa mai để mà nói về họ. Tại vì ông thấy là họ phải hiểu cái vấn đề, vì khi họ không hiểu thì họ thực sự đi một con đường sai trật. Từ câu số 6 tới câu số 10. Hỡi anh em ấy, vì cớ anh em tôi đã dùng những lẽ thật này chỉ về chính mình tôi và Apollo, học cho anh em học đòi hai chúng tôi chớ vượt qua lời đã chép và chớ sanh lòng kiêu ngạo theo phe người này cùng kẻ khác. Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác, ngươi có điều chi chẳng nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh thì làm sao khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Cái vấn đề của họ là họ khoe mình, họ coi như họ đạt được cái mức ngon lành và không cần đến ai. Thì sứ đồ Phaolô nhắc cho họ là không ai mà tự mình làm những điều đó được. Rồi ông nói là cái thái độ của anh em là sao? Anh em coi mình là được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi, anh em đã khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu như chúng tôi cũng cai trị với anh em. Họ nói tôi là bây giờ lãnh đạo hội thánh, tôi làm được những chuyện mà Chúa ban ơn cho tôi. Tôi không cần nghe Phaolô nữa, tôi không cần đi theo người này người kia nữa. Ông nói tôi mong như vậy, tôi cũng mong cho anh em thực sự là được cái điều đó. Nhưng mà anh em quên rằng nó không phải thực sự đâu. Nếu mà chúng tôi là sứ đồ, mà đây là cái cách mà Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống của những người Chúa sai phái, sau rốt mọi người giống như kẻ tù phải tội chết làm trò cho thế gian, thiên sứ hoặc là người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cái Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối mà anh em mạnh mẽ, anh em quý trọng chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chịu đó khác rằng mình bị người ta vả trên mặt lưu đày, để đến mai đó chúng tôi dùng chính tay mình làm khó nhọc. Khi bị rủa sạch chúng tôi chúc phước, khi bị bắt bớ chúng tôi nhịn nhục, khi bị vu oan chúng tôi khuyên đổ. Chúng tôi giống như rác đến thế gian cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Ông nói là tôi biết
Tôi viết cho anh em chẳng phải làm cho anh em hổ ngươi, nhưng để khuyên bảo anh em như con cái yêu dấu của mình vậy. Họ thì họ coi như là họ đã thành công, họ đã vượt qua mấy cái chuyện của những người khác. Sư đồ Phaolô nói là con đường mà Chúa dẫn họ đi không phải là cái chỗ để mà họ ngừng lại và xem xét cái chuyện xảy ra cho mình là quan trọng như thế nào. Nhưng mà cái điểm là Chúa được vinh danh ra sao, thì ông nói về cái đời sống của các sứ đồ đi trong cái con đường khó nhọc đó cho sự vinh hiển của Chúa. Một người thì ở ngoài cái con đường đó lại cho rằng mình đã được thành đạt cho Chúa và vì Chúa. Ông nói anh em làm vua rồi, tôi mong anh em làm vua thiệt. Anh em thành công rồi, tôi muốn anh em thành công thiệt. Nghĩa là cái điều mà anh em nói phải chi mà nói thiệt thì đỡ biết bao nhiêu. Thành thử khi mà một người đặt để mình quan trọng thì mình có cái sự suy nghĩ sai trật về cái gì là thật, cái điều gì là giả. Và nó trở thành cái vấn đề là rất dễ dàng để vô ơn. Ngay cả những người trong hội thánh của Corinto thì họ coi là mấy người như Phaolô giờ ngu rồi, không cần nghe nữa, chúng tôi là cả ngu dại vì cái đó thích, nhưng anh em được khôn ngoan. Ông nói cái chữ anh em coi chúng tôi ngu và anh em coi chứ anh em là khôn ngoan, cũng hay. Làm sao mà suy nghĩ tới chuyện đó được thì rất là hay. Anh em quý trọng còn chúng tôi khinh hèn. Chúng tôi được Chúa sai phái là sứ đồ của Chúa, còn anh em vượt thẳng, không cần đi qua cái tiến trình của Chúa. Cho nên khi một người đứng trong sự ghen tị, người hướng về chính mình, chú ý đến mình, xem mình là quan trọng, mình đi hoàn toàn xa ra khỏi cái con đường của Chúa. Khi Giăng Báp-tít được hỏi rằng mình có phải là Đấng Christ hay không, thì ông trả lời là không phải, ta không phải là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai cưới vợ thì nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người thì nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Đấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Ông hiểu một điều ở trong đời sống với Chúa, xong sự sai phái mà Chúa ban cho, Chúa phải dấy lên và chúng ta phải được bởi vì hạ xuống. Vì chỉ một mình Chúa là chàng rể, cho nên khi bạn của chàng rể đứng gần và nghe người thì nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Cái người mà hiểu rõ sống động trong tình yêu thương mà Chúa ban cho, có cái tấm lòng để có thể giống Chúa trong sự yêu thương, là cái chỗ cho Chúa được sáng danh, được vinh hiển, được trọn sự vui mừng của sự đeo đuổi của người đó. Ngài phải dấy lên, chúng ta phải hạ xuống. Còn cái người mà để coi mình là quan trọng, khoe mình, thì mình hoàn toàn đứng ở ngoài cái sự nối kết đối với Chúa. Tôi thêm một điểm nữa rồi chúng ta ngừng lại để có thể so sánh hay là thi hành những điều mà Kinh Thánh đưa ra ở đây, tại vì nó có nhiều cái phần rất dễ dàng và rất cần thiết để mình áp dụng. Khi mình nói về sự ghen tị, nó bày tỏ thường xuyên lắm. Khi chúng ta nói tôi muốn vào trong cái chức vụ đó, tôi muốn làm cái công việc đó, tôi muốn hát, tôi muốn đánh đàn, tôi muốn giảng, có nhiều thứ mà mình muốn. Nhưng mà nếu ra từ cái lòng ghen tị, không phải là đến từ lòng yêu thương, thì nó sẽ làm hại hội thánh và làm hại cho mình. Khi mình chú ý đến mình hướng nội, thì có những chỗ mình phải hướng về mình đo lường để biết mình sai trật như thế nào, sửa sai mình ra sao. Nhưng mà nếu mà mình coi cái hình ảnh của hội thánh là cái hình chụp chung, mình thấy cái mình trong hình ảnh nó không đẹp cho nên mình giận luôn cả hội thánh, thì mình phải coi lại cái phần của mình. Nhưng cái điểm tới đây thì cái chữ nó rất là bình thường, nhưng mà nó bày tỏ một cái thái độ mà chúng ta cần phải hiểu. Tình yêu thương không hay bất nhã. Tình yêu thương không hay bất nhã. Love is not rude. Love does not act with rudeness. Tình yêu thương không hay bất nhã. Cái chữ bất nhã này thì nó khá mạnh, nhưng mà nó nói lên một cái thái độ mà trong tâm lòng không quan tâm tới người khác, không coi người khác quan trọng. Cho nên mình có thể cư xử cách bất nhã với người khác mà thấy vẫn là chuyện bình thường, vẫn có thể sống bình an. Cái chữ bất nhã này là cái chữ schematic, nó trở thành một cái shape, một cái gì đó mà
trong đời sống của mình nó trở thành một cái điểm mà nó conspicuous, nó đứng méo mó, nó đứng trật 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 cái chỗ của nó. Tiếng Anh là stick out like a sore thumb. Mình đi trong cái công việc bình thường của sự liên hệ thì mình lại đứng ra cái chỗ làm cho sự chú ý sai trật ở đây. Cho nên khi dịch ra cho đúng nghĩa của nó thì phải nói là cái cung cách để làm công việc, hay là cung cách của sự liên hệ. Những điểm sai trật rất dễ dàng để mà thấy. Tức là những người mà awkward rudeness hay là bất nhã thì mình thấy liền. Thì chuyện cũng đơn giản thôi, nếu mà mình có một cái giá trị tất cả mọi người đều chia sẻ, đều đi chung, một người đi ngược lại thì tự nhiên nó bày tỏ cách rõ ràng. Chẳng hạn như tất cả mọi người đang làm việc giúp đỡ nhau, mình thấy có người chị em nào đó khiêng cái thùng nặng, mình thì tránh mấy thùng nặng, mình để cho mấy bà khiêng. Thì nó là cái chữ rudeness ở chỗ đó, nó là cái chỗ là mình cư xử ngược lại với mọi cái chuyện bình thường mà nó lòi ra. Và cái điểm mà mình cần chú ý tới là rudeness comes from lovelessness. Ở đây khi sứ đồ Phaolô nói là tình yêu thương chẳng làm điều trái phép, chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng làm việc bất nhã, bày tỏ chính mình ở trong cái chỗ act unbecomingly, thì nó ra là cái root là của lòng không yêu thương. Thì áp dụng cái chỗ nào? Tôi nghĩ rất đơn giản, một thí dụ thì mình hiểu liền, dạng như cái cách mình dùng cell phone trong sự liên hệ với người khác. Thì chẳng hạn như mình đang ngồi nói chuyện với ai đó, cái phone nó reo, mình dở ra, mình nói mình trả lời cái phone đó, rồi mình coi người kia ngồi đó chơi xin nước thôi, còn chuyện của mình thì mình vẫn trả lời. Có những người trả lời cell phone trong hội thánh, trong giờ thờ phượng, mình đang nhóm đó đáng lẽ là không được đem phone vào, đáng lẽ phải tắt để ngoài, mình đem vào nó reo lại còn trả lời, có người ngồi ngay tại ghế trả lời luôn. Thì cái đó là cái chữ bất nhã thì nó chỉ là nói về cái phương cách, nhưng mà cái lý do gì mà mình có thể làm chuyện đó mà thấy cho chuyện bình thường, mình thấy nó không có quan trọng gì. Chuyện của tôi trả lời, phone tôi thì tôi gọi, trong khi đó mọi người đang thờ phượng, đang cầu nguyện, thì cái chuyện đó cũng chuyện quan trọng. Có sai trật lớn lắm trong tấm lòng chứ, có một cái sự suy nghĩ gì nó đã đi trật đường rầy tới chỗ mà mình phải suy nghĩ lại là tại sao mình có thể làm những chuyện như vậy. Có lần tôi ngồi trên bục giảng một sư trước trong khi giờ đang nhóm họp, phong kêu ông ngồi ông mở ra ông trả lời. Tôi nghĩ là có cái gì nó trật, sai trật lớn lắm ở trong cái sự suy nghĩ đó. Nhưng mà nhiều khi mình lại làm thường xuyên, mình lại không thấy gì sai trật. Nếu mà anh chị em đem phone vô trong giờ giảng hay vô trong giờ thờ phượng thì cái lý do gì mình đem theo? Mình nghĩ là sẽ có chuyện quan trọng hơn là chuyện mình đang làm. Tại thế mà cái chuyện mình đang làm là chuyện quan trọng nhất thì mình sẽ để trọn thời giờ chú ý điều đó tới. Mình nói như là sợ cháy nhà, emergency. Cái hồi trước khi có cell phone thì cái đó nó xảy ra làm sao? Mình đặt cái chuyện lo lắng của mình nó nằm ở chỗ cái quan trọng đó, là không phải là cái chuyện quan trọng, nhưng là vì sứ đồ Phaolô nói là cái rudeness đó nó ra từ một cái thái độ rằng mình có thể đi ngược lại với những cái chuyện người khác mong muốn mà không phải là cái chuyện đáng chú ý tới. Tôi như vậy vì tôi thích như vậy, vì tôi muốn như vậy. Còn người khác muốn chuyện khác thì cái chuyện đó là cái chuyện của người khác. Cho nên tôi có thể trở thành rude, tôi có thể người khác chào tôi không chào lại, người khác vui mừng tôi
có thể hành động trong cái chỗ mà không cần biết người khác cảm xúc như thế nào. Thì cái chữ này ông Barclay ông dịch rằng love does not behave gracelessly, tình yêu thương không cư xử cách thiếu ân sủng. Khi mình nói câu gì thì sư đồ Phaolô nói mình cầu xin để lời mình nói giống như là có muối bỏ thêm, có thêm ân sủng, để khi người khác nghe thì người ta nghe cái chữ ân sủng, cái thái độ của sự quan tâm, của sự yêu thương. Khi mình làm chuyện gì đó thì mình không gây vấp phạm cho người khác, mình không gây phiền hà cho người khác. Chuyện đơn giản của những điều rất là bình thường trong đời sống đó thì nó cộng lại bày tỏ ra lòng yêu thương của chúng ta, đã được Chúa thi hành cái bông trái đổ đầy trong chúng ta, cái ân sủng của sự sống của Chúa. Vì tình yêu thương sẽ không ghen tị, không hay ghen tị, tình yêu thương sẽ không hay hướng về mình, tình yêu thương sẽ không hay xem mình quan trọng, tình yêu thương sẽ không hay bất nhã. Chúng ta sẽ học thêm về tình yêu thương sẽ không hay ích kỷ, tình yêu thương sẽ không hay nhạy giận, tình yêu thương không hay đếm đụng chạm. Khi mình bắt đầu kể ra mình thấy sao, tôi là người không yêu thương gì hết, hay là cái tình yêu thương mà tôi nghĩ tôi có nó làm sao, nó không có đều đặn, nó chỗ lớn chỗ nhỏ, chỗ thường xuyên với nhiều yếu đuối, nhiều sai trật. Thì khi mình đối diện với điều đó và mình nhớ rằng cái định nghĩa của tình yêu thương nó có cái vấn đề là hành động bảo vệ người khác không có bị vấp phạm bởi cái chuyện mình, yếu đuối của mình. Cái quan tâm của mình khi mình yếu đuối là phải là vì mình chú ý tới mình, là cho sự yếu đuối của mình, nhưng vì mình quan tâm tới những người khác bị hại, bị khó khăn, bị vấp ngã bởi những sự yếu đuối của mình, cho nên tình yêu thương đòi hỏi mình thay đổi. Khi một người quan tâm tới những chuyện yếu đuối của mình vì chính mình thì lại không thay đổi. Mình càng chú ý tới chuyện yếu đuối của mình hay là sự thiếu sót của mình vì lý do là mình, thì mình sẽ đi vào trong cái chỗ để bảo vệ cái chuyện đó, để giải thích chuyện đó, để lý luận thanh minh thanh nga về chuyện đó. Nhưng một khi mình chú ý cái sự yếu đuối của mình để thay đổi vì mình quan tâm đến người khác, vì bảo vệ người khác khỏi cái sự sai trật của mình, thì đó là cái chỗ bắt đầu của tình yêu thương. Nó sẽ là hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Đó là hai cái phần giải quyết đời sống rất là khác nhau. Khi tôi nói chuyện trong gia đình của tôi dễ dàng với vợ với con, thì nó ra cái động cơ có thể là vì tôi muốn họ thương tôi hơn, chăm sóc tôi nhiều hơn, hay là tôi thực sự thương họ thì nó cũng khó biết, cái cư xử ở ngoài thì nó khó biết, nhưng mà cái bông trái ở bên trong nó sẽ từ từ nó sẽ giải thích, nó là cái căn bản của sự bày tỏ, của sự thay đổi của Chúa trong đời sống của mình để trở nên giống Chúa hơn. Và một khi mình giống Chúa hơn thì mình sẽ yêu thương hơn. Một khi mình giống Chúa hơn thì bông trái nó sẽ đậu luôn trên đời sống của mình. Cho nên trong giờ này chúng ta suy nghĩ tới cái phần đáp ứng của mình, thì điều gì Chúa đang nói với mình, trong cái khía cạnh nào, trong những cái phần tôi muốn bảo vệ người khác để không bị ảnh hưởng từ sự yếu đuối sai trật của cá nhân tôi, thì tôi sẽ thưa với Chúa như thế nào và bắt đầu ở đâu. Lạy Chúa, cho chúng con mỗi người có thể bước ra khỏi nơi nhóm họp này với một cái sự quan tâm mới, đó là sự giống Chúa càng thêm, và sống bày tỏ chính tình yêu thương của Chúa trong đời sống chúng con liên hệ đến người khác. Và khi ảnh hưởng của chúng con trên người khác để đem họ đến với Chúa, chúng con càng vui mừng. Cho chúng con cũng quan tâm tới những chỗ chúng con làm sai trật cho người khác không thể đến với Chúa hay không gần Chúa được, thì xin Chúa chỉ cho chúng con để những điều sai trật trong chúng con, những điều mà Chúa chỉ ra, đặc biệt là chuyện chú ý đến mình, để mình xem mình là quan trọng, làm trọng tâm, thì chúng con thay thế Chúa và thay thế chỗ đứng của Chúa trong đời sống của chính mình, chúng con và người khác. Xin Chúa cho chúng con được chỉnh đốn với tình yêu thương đời đời ở trong Chúa, cho sự vinh hiển của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Christ.